Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực của mình. Hôm nay mình làm món ăn vặt cho các bạn nhỏ nhà mình, đó là món bánh nếp sữa. Dùng 200g bột nếp, 50g bột mì, 2 thìa đường tùy khẩu vị. Trộn đều hỗn hợp. Tạo một cái hố ở giữa và thêm sữa tươi vào. Đổ dần dần ít một nha các bạn. Để trộn bột sao cho vừa đủ lượng nước. Rồi nhào bột đến khi không dính tay nữa là đạt. Nắm một chút bột để vê nặn theo hình các bạn thích. Mình nặn bánh hình tròn truyền thống. Chúng ta cứ làm như vậy cho đến khi hết bột. Đợi dầu mỡ nóng, cho bánh vào chiên. Chiên ở lửa nhỏ vừa để bánh có màu vàng đẹp mắt và chín mềm bên trong. Các bạn chở bánh đều để tránh bị cháy bánh. Khi vàng đều thì cho ra đĩa có giấy thấm dầu. Vậy là đĩa bánh nếp sữa của mình đã xong, rất thơm các bạn ạ. Xin mời các bạn, bánh có mùi thơm của sữa, vỏ ngoài giòn, độ ngọt vừa phải, bên trong rất mềm dẻo. Các bạn làm thử nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.